Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi trở lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đường tin nha. Scary Teacher 3D. Let's go. Ok, let's go. Chapter 5. You ok? This and this. Animal love potion. Oh, who needs that? Ugh. Rồi mình sẽ lấy bình xăng này. Bà ta chắc là như đang chuẩn bị ra ngoài hành lang. Ok. Chắc là tập thể dục rồi. Rồi mình sẽ xuống đây. Một ly nước. Và như kiểu quả dưa leo. Ok, let's go. Xem bạn ta đi đâu. Ok, let's go. Vẫn ở gần đây, sợ thật. Và đang lên cầu thang rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải chờ kết quả của bạn ta. Let's go. Dear, what are you doing? No way will he be able to resist me now. Bà ta triệu hồi ngay một con tinh tinh. All in love with me already. Any day now. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Big Guy Chapter 7. New game. Mình sẽ nhập vai vào anh chàng này và đi tìm những chiếc chìa khóa, sau đó thì sẽ phải
thoát khỏi cái căn phòng này. Let's go. Một chiếc chìa khóa màu cam. Không biết Big Guy đang ở đâu. Căn phòng rất nhiều chìa khóa luôn. Đây không có đường à? Đây là một đồng xu tiền vàng. Màu xanh. Và đây là màu đỏ. Màu cam. Wow, răng đem mình rồi. Rồi mình sẽ đi lên trên đây. Oh my gosh. Mình đang cầm được màu vàng cơ. Yellow. Chui xuống đây xem có gì không. Chiếc khóa màu xanh. Vẫn chưa tìm thấy cái ổ khóa đây đâu. Đây là màu xanh lam rồi. Xem chỗ này có phải không? Cũng không phải. Đây, sang là cây đây. Oh my gosh. Không thể kịp để mở cánh cửa và chạy đi được. Wow, wow, wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Let's go. Let's go.
Oh my god, rời đúng ở chỗ này. Wow, wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. The guy sitting right here. Let's go. Số ok, mình sẽ hóa thân là cô làm Big Guy. Ở đây thì anh chàng Big Guy này đang bị thương. Had a river. Wow. Mình đang ở đâu đây? Ở chỗ này. Đây là một chiếc chìa khóa. Anh ta cần lấy một quả chuối nữa. Oh my god, xin bị bắn. Rồi bây giờ mình sẽ rửa anh ta ra đây. Sau đó thì mình sẽ nắp néo và chạy vào trong. Ok, let's go. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sitting here. Let's go. Rồi, lần này thì mình sẽ chỉ đạo và tiêu diệt những anh chàng này. Let's go. Ở những anh lính này rất là tinh nhuệ luôn. Tiêu diệt anh này đã. Sau đó chạy đi. Wow, anh ta phải nghe tiếng chân. Chưa ok. Start game. Wow, chưa tiêu diệt đâu. Rồi, cơ hội mình đây rồi. Chạy luôn. Tiếp tục nào, tiêu diệt hai anh chàng này một lúc luôn. Xem có được không? Ok. Rồi, mình thử vào mode 3 xem. Scary xin hiểu đâu. Có thể là nó đang neo mình. Oh my god. Bị nó bắt rồi. Mà mình không nhìn thấy nó đâu. Wow 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 wow. So ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Của hãng Say Game. Let's go. Rồi mình sẽ thấp đầy xuống cho các bạn dễ nhìn. Ok. Ok.
lại phải chỉ đạo như thế này nữa. Wow. Nhấn 4, ok. Về thứ tốc 2, wow. Let's go. Oh, rơi xuống đây rồi. Oh my gosh. Bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game mà rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Ở đây thì các bạn phải đi tìm những cái túi và những con số. 20 chiếc túi và những chữ số làm sao cho ghép đủ thành một bản đồ. Ok, phòng này hết rồi. Mình sẽ sang phòng kế bên. Mắt đầu tiên, con mắt này để các bạn nhìn xem con ma đang đi hướng nào. Nó như là một con mắt của con ma đó. Rồi, let's go. Một cái cưa. Cái cưa này là để cưa những cái thanh gỗ mà nó trắng ở những cái cánh cửa. Let's go. Con mắt tiếp theo. Các bạn vào trong một căn phòng của nó thì sẽ không bị con ma, nó sẽ lao vào trong căn phòng. Nên các bạn cứ ở trong phòng thôi, không phải sợ gì cả. Và khi nó đi thì các bạn mới ra ngoài. Và khi đứng gần nó thì nó sẽ báo hiệu là các bạn đang ở gần nó. Rồi mình đang xem nó ở đâu. Nó đang chuẩn bị lên tầng. Chắc lên tầng rồi. Ok, nó lên tầng thì mình sẽ xuống dưới tầng. Let's go, thu tập vào tầng hầm vậy. Tiếp tục là, trong này thì phải cần có chiếc chìa khóa vào trong được. Sẽ chạy ngược lại thật nhanh nhanh. Ok, let's go. Rồi, chạy thôi. Chỉ nên đi đường trên. Và khi các bạn bị nó le mà các bạn không chạy được nữa, các bạn sẽ phải nhảy luôn vào trong phòng này. Nó sẽ không vào được đâu. Wow. Nó sẽ không vào bên trong này.
Đó, cách chơi rất đơn giản thôi. Và khi các bạn tìm hết ở dưới rồi, các bạn lại lên trên tầng 2 tìm tiếp. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tầng kênh tiếp theo. Siren Granny. Ok, let's go. Let's go. Hình ảnh của Siren here. Như kiểu là ba này với lại Siren here gấp lại là một. Cho nên nhìn vẫn ra dáng của bà Granny, chứ không phải ra dáng của Siren here. Cái này không mở được rồi. Wow. Cho mở mà lại không mở được. Mình sẽ vứt cái này vào đây. Một cái băng xuống. Mình vứt vào tầng xuống đây không? Ta không xuống rồi. Oh my god. Let's go. What? Không lên được đây. Cánh cửa đây không mở ra. Thế lại phải đi ngược lại thôi. Có thể là tựa game này bị lỗi rồi. Những cánh cửa không thể đi được và cái căn phòng kia cũng không mở ra được. Và khi các bạn chui xuống kia để làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ không lên được trên. Wow. Cái này khó có cúi xuống mới lấy được. Khi vứt xuống dưới cũng không lấy được đồ luôn. Chứng tỏ là bị lỗi rồi, lỗi game rồi. Oh my god. Và bà ta thì mình cũng không biết bà ta đang ở đâu. Để xem mặt mũi của ta như thế nào. Mình vẫn chưa nhìn thấy bắt đầu. Rồi, lại xuống đây để các bạn đọc vào đây. Tựa game này chắc chắn là bị lỗi cho nên nó bị như thế các bạn ạ. Let's go. Có thể là bà ta đang ở ngoài. Họ cũng có thể là bà ta bị kẹt ở trong một căn phòng nào đó. Mình thử ra đây xem thế nào. Cũng không thấy bà ta đâu. Wow, không biết bà ta trốn đi đâu rồi. Hoặc bà ta kẹt ở trên tầng. Cũng không lên được luôn, bà ta đang bị kẹt ở đây. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.